Giang chả biết ở trong nước hay ở nước ngoài, nhưng mà nói chung là thế này, các anh chị em ở trong nước hay là các anh chị em ở nước ngoài dân chủ quậy, các nước khác thì mình không nói, nhưng mà ở nước Mỹ luôn luôn có cái câu nói là bây giờ Việt Nam à, Mỹ mà mở cửa cho Việt Nam ấy, thì Việt Nam chạy hết cả đất nước. Mới lại có câu nữa là Việt Nam sướng thế thì sao mà không về. Thì mình sẽ nói thật thế này này, bây giờ Mỹ có mở cửa ở Việt Nam, những cái người thiếu hiểu biết sẽ chạy sang Mỹ, nhưng mà người hiểu biết không bao giờ chạy sang Mỹ, chạy bất cứ sang một nước nào ngoài Mỹ nữa. Bởi vì vô gia cư hay là hay ăn người làm mà tài sản không có gì á thì ham chạy sang Mỹ. Còn những người ta lao động mà có trình độ, ít nhất chỉ cần lao động làm công nhân nhưng mà người ta đã làm có thâm niên rồi ấy, chạy sang Mỹ thì lại phải đi làm lại từ đầu. Bây giờ bán nhà bán cửa để chạy sang Mỹ á, đang ở nhà sướng, thu nhập ổn định, con cái đề hòa, cuộc sống sinh hoạt thì nói chung là Việt Nam nó cũng chưa phải là thiên đường, nhưng mà đại loại là ăn ngon và mặc đẹp rồi, đây là cái chắc chắn rồi. Còn để mà dư thừa sung sướng thì mình không dám nói so với các nước, nhưng mà để mà bất cứ một nước nào mở cửa thì có thể người Việt Nam ta sẽ chạy sang. Đó là cái nhu cầu chung của những có loài người. Nông thôn thì muốn lên thành thị, thành thị muốn ra thủ đô, mà thủ đô muốn ra nước ngoài. Nhưng khẳng định luôn, những người thiếu hiểu biết thì muốn sang Mỹ, mà những người hiểu biết thì không bao giờ chạy sang Mỹ, trừ những nước khác. Để mình giải thích tại sao nhé. Tại vì ví dụ như là một anh bác sĩ hay một chị giáo viên chẳng hạn, mà chạy sang Mỹ thì lại chỉ có đi làm lao động phổ thông, mà lao động phổ thông cũng lại phải đi học, đi học mới được đi lao động phổ thông nhé, chứ không phải là tự nhiên người Việt Nam chạy sang đấy mà được đi xin vào làm hãng đâu, không có đâu. Bất cứ làm một cái việc gì ở bên Mỹ á, thì cũng lại phải đi 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 học nhé. Cho nên là bây giờ đang ở nhà, nhà cao cửa rộng, con cái đều về, cuộc sống sinh hoạt thì nó đang vào lề vào lếp sung sướng, xong bắt đầu sang Mỹ bán tài sản sang Mỹ, chỉ đổi lấy hai bàn tay trắng sang lại làm từ đầu, mà chắc gì đã thành công, kể cả làm việc thôi, đi học đi hành làm. Ví dụ như bây giờ bao nhiêu người giấc mơ Mỹ bây giờ chạy sang đấy, nó phải cái dịch Covid này, đến chính người Mỹ, người có công ăn việc làm còn thất nghiệp, nói chi đến người 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 Việt Nam sang đó còn phải bỏ ra 6 đến 8 tháng đi học. Riêng cái bộ lao động của Mỹ nó bắt người nào nhập cư vào đó muốn làm trong hãng trong xưởng phải học lại từ đầu ấy. Nhất là bác sĩ giáo viên của mình sang đấy thì lại thành lao động phổ thông, không có một cái giá trị gì. Vậy cho nên là bảo là cứ mở cửa là dân Việt Nam chạy sang đó hết là sai. Chạy sang các nước khác thì mình tin là chạy, Hàn Nhật thì chạy, tại vì sang các nước đấy á, hoặc là Canada thì hoặc là Đức thì người ta lại không đòi hỏi cái tức là lao động chân tay, là người ta không cần mình phải đi học lại từ đầu hay là thế này thế kia cả, sang có thể xin việc được ngay. Nếu như Hàn Quốc, Nhật Bản, còn bên các cái nước châu Âu thì mình không 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 nắm được rõ, nhưng mà Hàn Quốc, Nhật Bản chẳng hạn là bây giờ mình mà sang ấy là người ta có thể xin việc, người ta nhận ngay, người ta không quan trọng là mình phải sang đấy là phải làm lại từ đầu như sang Mỹ. Cho nên nó bảo là Việt Nam mà Mỹ mà mở cửa cho người Việt Nam chạy sang ấy, bây giờ cái giá trị tài sản của chúng ta lao động bây giờ đến có nhà có cửa này, con thì đang ăn học, cuộc sống thì cứ tèn tèn làm 8 tiếng tiêu đủ có dư một chút để già, thế dội gì phải sang bên Mỹ để mà phải đi đi nhận trợ cấp mấy tháng, xong đi học lại, xong đi làm lại từ đầu, xong mua cái nhà 30-40 năm mới trả, trước gì đã trả hết được rồi, đến lúc lại thành ra kẻ là vô gia cư, đúng không? Có nghĩ là mở Mỹ mở cửa mà người dân Việt Nam chạy sang hết, chỉ là những người không hiểu biết mới chạy sang thôi, chứ còn người hiểu biết nó không chạy sang đâu, chỉ trừ có những người sang đấy có trợ cấp, có người nhà, có bảo lãnh sang đấy thì người ta sẽ nuôi dưỡng cho vẫn giữ được cái tài sản bên Việt Nam này này, xong sang đấy người ta có gia đình bạn bè ta bảo lãnh sang đó thì người ta còn cố sang, chứ còn bây giờ tự nhiên bảo là bỏ cái đất nước Việt Nam để đi sang Mỹ thì chỉ có những người dại mới đi. Còn cái câu nữa là tại sao sướng chứ không về, cùng là đất nước Việt Nam thì người ta còn di cư mà, ở nông thôn bây giờ
hết chân bùn, người ta muốn lên thị trấn thì lại muốn lên thành phố lên Hà Nội. Bây giờ người ta đang, ví dụ người ta đang ở Hà Nội, nó không sướng bằng quê đúng không? Cuộc sống tất bật hơn, vất vả hơn, ăn uống thì không tươi ngon bằng ở quê. Nhưng chả lẽ lại bảo thế sao cái người dân Hà Nội không về quê mà sống? Bởi vậy là những cái câu nói của các bạn nó thật sự là rất là ngu ngốc. Cái sự di dân hay cái sự tiến triển của con người ta thì luôn luôn là có sự đi lên rồi. Ở nhà quê thì muốn con cái ở thành phố học, ở thành phố thì muốn lên thủ đô làm việc. Bây giờ đang người ta đang làm ở bên Mỹ, bên Canada, một tháng người ta 5-70 triệu, 100 triệu, người ta về quê Việt Nam người ta làm 10 triệu để làm gì? Ví dụ như là bên đấy người ta mà chỉ thu nhập 10 triệu sẵn sàng người ta về ngay và luôn, không cần các anh phải nhắc, đúng không? Thế cái khó nữa là bây giờ người ta đóng thuế hàng bao năm, bây giờ người ta làm cố để thứ nhất là con cái người ta bên, có người thì dở con dở cái, có người thì dở cái hưu cái chí nó chưa chưa đâu vào đâu thì người ta chưa về, chứ còn 10 người bên đấy thì nếu mà con cái ổn định mà hưu chí nó đàng hoàng thì 10 người 9 người muốn về, còn một người có cái tư tưởng khác thì mình không biết, nhưng mà chắc có khi 10 người cả 10 người muốn về. Bảo đảm luôn, nếu mà Nhật Hàn mở cửa cho người Việt Nam sang đấy, vì sang Nhật với Hàn nó chỉ mất tiền vé, nó như Mỹ, Mỹ sang đấy bây giờ đang là giáo viên hay đang là kỹ sư bác sĩ gì, bất cứ một cái bằng gì ở Việt Nam sang đấy lại đi 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 học để làm công nhân bình thường. Thì ngu gì phải chạy sang Mỹ, bán nhà bán cửa sang Mỹ để làm gì? Mình chỉ trừ mỗi sang Mỹ là những người được cái bảo lãnh, là người ta giữ được nhà được đất ở đây này, xong người ta sang đấy để kiểu như là thử cái vận may, trải nghiệm cuộc sống mới, nếu ổn thì người ta mới bắt đầu di cư cả gia đình sang, còn không thì rất nhiều cái gia đình ân hận. Bây giờ vợ làm giáo viên, chồng làm bác sĩ, nhà thì ở Hà Nội, bán đi đi sang Mỹ, sang Mỹ bắt đầu cày ngày 12 tiếng mà đi làm việc chân tay ở nhà thì làm việc trí tuệ sướng, thế sang đấy đi lao động chân tay. Thế thì ngu gì ở nhà đang làm ngon lành đúng không, giáo viên bác sĩ nó không thành tỷ phú được thì, nhưng mà người ta cũng gọi là cái bậc trung lưu của Việt Nam là cuộc sống đã sướng rồi, thế sang đấy lại đi làm kiểu vạn với cu ly, chả có cái gì mà sướng cả. Nói thật bây giờ mà những cái các bạn mà đầy người tướng lĩnh rồi là giáo viên rồi là nói chung là giáo viên với bác sĩ, cái thời gian mấy năm trước ấy có cái trào lưu bán nhà bán đất sang Mỹ, giờ đầy người kêu ân hận, giữ lại một miếng đất bây giờ thành tỷ phú ở Việt Nam, còn đang làm giáo sư bác sĩ làm giáo viên đi sang đấy bây giờ đi cạo leo, mà cạo leo còn phải đi học 6 tháng nó mới cho cạo, chứ không phải tự nhiên nhảy vào tiệm leo cạo được đâu. Còn đi làm công Đúng nhân rồi. hãng nhất cũng phải học, đều phải học gần 1 năm hết đấy. Thế ở nhà đang làm có danh có tiếng có chức có phận, bây giờ làm giáo viên cũng được người ta tôn trọng, làm bác sĩ cũng được người ta tôn trọng, giáo sư cũng được tôn trọng, thế mà sang đấy phải đi học để làm một cái, làm hãng là làm người công nhân, bên đó nó cứ gọi là hãng cho nó sang, thì ở mình cứ gọi là đi làm công ty ấy. Thế thì ngu gì mà bảo là mở cửa Mỹ, mở cửa là Việt Nam chạy hết cả sang đấy, chỉ người thiếu hiểu biết thì mới sang. Mà cái thứ hai nữa, người mà hiểu biết ấy, kể cả người ta không làm gì, ta làm công nhân bình thường, nếu mà cái làn sóng di cư ồ ạt sang đấy ấy, thì lại càng thất nghiệp nặng, người ta không lo cho công ăn việc làm thì sang đấy để làm gì, sang đấy đang ở nhà cuộc sống sung sướng sang đấy lại bắt đầu từ con dê dô à. Ngay cả thí dụ ngay cả chính phủ Mỹ ấy, lo cho chính người dân Mỹ còn chưa đủ, thất nghiệp đang tràn lan này, người nước khác nhập cư vào lo sao được công ăn việc làm, trợ cấp cho được bao nhiêu. Mà Thế sự thì thật anh đấy, mới anh nói là em mình thấy đấy, theo đây khác kìa. anh mới nói là từ hai câu hỏi đấy mà anh phân tích anh trả lời cho, thì tại sao mà cái bọn dân chủ cuội này này, cái việc mà sang Mỹ nó không khó quá quá mức cái tưởng tượng đâu, đại loại nó vượt biên sang cam sang nước thứ hai nào đó, xong bắt đầu nó bán nhà bán cửa nó sang đấy, xong nó có tài sản thì nó sang Mỹ được. Nhưng mà sang Mỹ với cái mức mà không có người bảo lãnh, không có nhà nước nó bảo, Mỹ nó can thiệp ấy, thì sang đấy người ta bảo trợ cho một thời gian dài thì chúng nó mới có cái cơ hội để chúng nó được quan tâm chăm sóc, em hiểu không?
Còn tự dưng sang thì cứ sang thoải mái, người Việt Nam ta có tiền ta sang dễ như là trở bàn tay. Bây giờ anh nói thật, nhiều người mà có dám hy sinh ấy, bán cái tài sản của gia đình đi, bán nhà bán đất đi, nhiều người có tiền của triệu đô đấy, vài trăm nghìn đô đến triệu đô đấy, bán đi sang Mỹ người ta chấp nhận vô tư đất ruộng, bán đi sang Mỹ vô tư. Nhưng đang như thế ở Việt Nam là sướng rồi, tại sao phải đi sang Mỹ để làm bắt đầu từ con số không? Chứ không phải là không sang, sang Mỹ không phải là khó, kể cả sang nước thế như một số nước châu Âu ấy, nó cho nhập tịch chỉ cần có vài trăm ngàn là nó cho nhập tịch đến gì nữa, đóng góp cũng kiểu như là đóng cổ phần vài trăm ngàn nó cho nhập tịch. Nhưng sang đấy để làm gì? Để duy trì cuộc sống đấy tiếp mới là cái khó, chứ không phải là cứ sang đấy là nó nằm sẵn, nằm ngửa ăn sẵn, người ta phát lương cho hàng tháng đâu, không có đâu. Cho nên là không phải là cứ mở cửa là người ta chạy sang. Tại sao mà cái bọn dân chủ nó cứ phải mượn đi tù đi tội để được can thiệp, để được sang? Tại vì những cái thành phần đấy sang nó được bảo trợ, chứ còn tự nhiên sang, sang được mà có khó gì đâu. Tại sao đầy người dân Việt Nam có tiền người ta sang đấy, đơn giản không có gì. Bây giờ chúng nó dám đánh đổi đi, bán hết tài sản nhà cửa các thứ đi, gom được vài trăm ngàn hay được triệu đấy, sang đấy vô tư luôn. Nhưng mà cái tài sản như thế chúng nó ở Việt Nam nó sướng, nhưng mà chúng nó đã biết gì đâu, nhưng mà cứ bảo là mơ ước ở cái nơi thiên đường, nhưng mà đánh đổi sang đấy thành con số không. Đầy những gia đình là giáo sư bác sĩ sang đấy phải ân hận, muốn về không nổi, muốn ở không xong nữa rồi. Anh chia sẻ hôm nay anh có được xem một cái video của anh Nguyễn Huân chia sẻ về Indonesia không? Anh không. Anh Nguyễn Huân chia sẻ với cái video ở Indonesia đang bạo loạn, dân bạo loạn ném đá, gọi là khắp mọi nơi, đường phố ấy, giống Việt Nam cụ Bình Thuận đó. Rồi, đấy, nó là đá thế đấy. Mà liên tục những cái nước như là Indonesia, Thái Lan xảy ra ấy, liên tục ấy. Tới đây rồi Thái Lan rồi, xong rồi tới đây gần nữa rồi sẽ là Trung Quốc, à quên, là Campuchia. Campuchia để Trung Quốc nó can thiệp sâu quá, người dân ta bất bình rồi, sẽ lại có những cái cuộc bạo loạn chống Trung, chống Việt Nam. Đại loại là cứ đảng nọ phái kia bắt đầu xúi dục một bộ phận dân Campuchia ghét Việt Nam, rồi một bộ phận dân bảo là Trung Quốc nó mua hết đất hết đai rồi, đến Campuchia nó sẽ cũng lại nổi lên. Các nước Đông Nam Á này nhiều nước cứ đa đảng rồi là không có cái quản lý tốt. Mỹ nó như thế này này, mình phân tích cho nó đúng này. Mỹ nó tam quyền phân lập, nhưng nó lại có một cái hệ thống pháp viện, nó kiềm chế cái quyền của tổng thống Dương Vi, hiểu không? Cho nên là xã hội của nó khó có thể bạo loạn bất ổn được, tức là lật đổ chính quyền đấy. Nhưng các nước thì nó cái đã là tổng thống thì là quyền tuyệt đối, đúng không nào? Bạo loạn. Nhưng Mỹ đây này, có bác Cầm thì bác biết này, Mỹ thì nó lại có một cái pháp viện, tức là cái thượng viện, cái quốc hội ấy, nó kìm hãm được tổng thống, không như một số cái nước Đông Nam Á của mình ấy, đặt cái mô hình kiểu như là cũng tam quyền phân lập như cái kiểu của Mỹ, nhưng mà nó áp dụng không triệt để, chỉ thấy cái vỏ không thấy được cái ruột. Của Mỹ nó có những cái thành phần như là thượng viện, hạ viện, và nó có cái quốc hội, nó kìm hãm được cái quyền lực tối cao của tổng thống. Nếu mà tổng thống đưa ra không hợp lý, họ có thể kiềm chế được. Nhưng những nước Đông Nam Á của mình và một số nước là khi đã bầu ra tổng thống là tổng thống có quyền tối cao nhất, họ có thể thay đổi được cả quốc hội. Cho nên là không có cái gì kìm hãm được tổng thống, cho nên là tổng thống mà nghiêng về Trung Quốc hay nghiêng về một quốc nước nào đó, hoặc là làm tổn hại cho đất nước, thì lại không có cái hệ thống pháp viện để mà kìm chế cái quyền lực của tổng thống. Cho nên là nó rất khổ cái đấy. Cứ nghĩ là tam quyền phân lập giống Mỹ, nhưng có giống được đâu. Mỹ nó còn có cái bộ sàng lọc, có bộ kìm hãm, tức là có cái công cụ để kìm hãm quyền lực của tổng thống. Nó không phải là tối cao nhất được. Mặc dù tổng thống là có quyền, nhưng những cái gì đúng, nhưng cái gì sai là có thượng viện, hạ viện và có quốc hội nó kìm hãm lại. Nhưng mà một số nước Đông Nam Á của chúng ta, thậm chí bố mày lật đổ được chính quyền, bố mày kiểu như là đảo chính, là có khi quốc hội là do tổng thống lập ra,
cho nên là rất là khổ đấy, là không kìm hãm được, cũng như là Philippines nó còn hơn cả độc tài độc quyền. Khi mà người ta đã làm tổng thống là người ta nắm tất cả những thứ trong tay người ta, nếu mà sai lầm là đưa cả một đất nước đi xuống.